Voi được biết đến là loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay, là một loài vật thông minh, giàu cảm xúc và đặc biệt là có ngôn ngữ riêng. Sau đây là những sự thật thú vị về loài voi có thể bạn chưa biết. Voi thổi bong bóng vào bùn để làm gì? Voi thường đến các vũng bùn, đưa cái vòi cắm sâu xuống phía dưới lớp bùn, thổi bong bóng sùng sục là để lấy khoáng chất bổ sung cho cơ thể như canxi, magie và các loại muối. Đây là những khoáng chất bổ ích giúp cho cơ thể đồ sộ của voi hoạt động khỏe tốt hơn. Cái đuôi voi có tác dụng gì? Ngoài việc dùng đuôi đuổi côn trùng thì đuôi voi luôn động đậy để ra hiệu cho các con theo sau, có thể là đổi hướng đi, có thể dừng lại. Và đặc biệt, cái đuôi voi để kiểm tra con non theo sau. Nếu cái đuôi vẫn còn chạm vào con non, voi mẹ biết con mình vẫn di chuyển bình thường. Còn nếu không chạm được thì voi mẹ ngay lập tức quay lại kiểm tra con non đang gặp sự cố gì hay không. Làm cách nào để voi nuôi nổi cơ thể khổng lồ của mình? Trong một ngày đêm, voi dành ra đến 16 tiếng đồng hồ chỉ để ăn. Trung bình mỗi con tiêu thụ 150kg thức ăn và uống hơn 100 lít nước trong một ngày. Giờ ngủ của voi bị đẩy xuống mức thấp nhất chỉ còn 2 giờ để tận dụng tối đa thời gian cho việc ăn của voi. Vì sao không thấy con voi đực trưởng thành nào trong tất cả các đàn voi? Bởi vì voi sống theo chế độ mẫu hệ, con cái già nhất làm con đầu đàn. Trong một đàn voi chỉ có toàn con cái và những con non. Khi con non là con đực đủ 13 tuổi, nó sẽ bị đuổi khỏi đàn. Con non đực này có thể gia nhập với các con đực khác hoặc chọn cách sống độc lập. Voi là loài vật giàu cảm xúc. Vậy có điều gì chứng minh không? Đã có nhiều lần người ta bắt gặp cảnh voi mẹ dùng vòi cuốn voi con đã mất đi suốt nhiều ngày trời. Thậm chí voi mẹ còn không màng việc ăn uống với dáng vẻ phật phừ, buồn bã. Các nhà khoa học cho rằng hành động này của voi tuy lạ nhưng không hiếm. Họ cho rằng tại vì voi mẹ mang thai khá lâu đến 22 tháng, nó dồn quá nhiều tình cảm cho voi con. Kết hợp với sự thông minh vốn có của loài voi, nên voi mẹ nhận thức được đứa con của nó đã mất, nên nó mới có hành động không muốn xa lìa voi con như thế. Ngoài ra, voi còn có một tập tính phổ biến mà có rất nhiều người biết, đó là cả đàn voi sẽ xúm lại dùng vòi an ủi động viên với một thành viên bị ốm hoặc sắp không qua khỏi. Voi rất thân tình với đồng loại, biết yêu thương, che chở và giận hờn.